làm ăn cái làm rồi đội xã làm nông qua nông qua nông qua ai làm cái làm anh Hồng anh Hồng anh Hồng anh Quân anh Hồng nè tăng cho lâu tăng cho lâu nếu tập tục thì quýnh dễ nếu mà không tập thì quýnh khó em rồi anh thằng thứ hai bao anh thằng thứ hai anh thằng nha anh đứng đây có gửi gắm gì cho đội lăng không làm có lương rồi đứng lấy có chuyển cho đội lăng ít chứ còn đứng lấy cả gì từ từ nói đứng lấy nhanh đứng lấy nhanh nhanh đứng lấy rồi đó anh Anh Tài tao mình tao anh phệ nữa à, những cái câu hỏi giùm được hay không hỏi giùm chút có mà tiền ở đâu ra anh tăng cho lời luôn im kìa đâu con biết tổng kinh phí mình đi Cần Thơ bao nhiêu tiền không tổng là 61 triệu 61 triệu ra đâu ra biết không là từ tiền của Nam đi như của Lâm đi vậy trong vòng 2 năm được chưa xong rồi vậy rồi cho đào cái tay anh Tấn Anh muốn truyền lửa này chứ đi quên hết rồi anh Quân nó là đám trống có quay nha nè anh Quân Quân nè nói Quân này luôn con đã nhận hai câu clip đúng không cho nên con biết mà con nhìn nhận biết là anh đặt câu hỏi của cao hay cho anh chào mắt tay rồi tên Lan Hồng anh Lan Hồng rồi cho anh Tú trước này anh Tú anh mới nhận được mấy trăm ngàn thôi phải ủng hộ với đầu lăng ít này chứ đi ra đó đi ra đó không ra đó tao đừng có đèn vô ngầu câu hỏi gì không hay là tương lai là em sẽ nói tiếp độ mình mới có những cái câu hỏi mình đặt ra Malaysia Campuchia à tương lai em sẽ nói đội Malaysia đâu đúng trả lời đi tương lai em sẽ đăng quốc đi theo anh đi em thảo rồi bò bò đâu ông nào ông nào ông nào đứng lên đâu máu đi tập tủ đâu nữa nè đứng lên đây đứng lên đứng lên qua đây đó đứng lên tí nói chuyện thẳng mà ra quyết tâm ra đứng lên nhá qua đây luôn đem cấp ra truyền lửa chứ đem cấp ra truyền lửa chứ thôi đầu tiên là hai anh đại diện cái lớp võ này thấy chưa thứ nhất là cảm ơn anh đã đem thành tích về cho mọi đường cái thứ hai là nó lên quyết tâm rồi mấy đứa em mấy đứa bỏ bắt đầu tiến tới đó bé một là cảm ơn thay mặt tất cả mấy em ở cầu nhỏ đó nói đi nói là nhân đôi thằng còn nó trước còn cấp là còn luôn còn nghe 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 thay mẹ là câu lạc bộ thế mẹ câu lạc bộ dinh đám bỏ em cảm ơn các anh đã hoàn thành cảm ơn các anh đã hoàn thành cuộc thi toàn quốc đang gì đang giải thưởng tiếp tục về đây thành tích gì đây thành tích gì cho đội cho giải thưởng cho rồi em thay mặt một lần nữa em cảm ơn các anh cảm ơn các đội rồi chưa tới anh Huy rồi thay mặt nó là quyết tâm rằng thay mặt đứa nhỏ rồi anh sẽ là quyết tâm tập luyện để rồi ra đó cứ nói thay cảm nghĩ mình hơn
Anh Tăng có chiến đấu không? Đại diện đạo ha, Tăng luôn.